Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ Sài Gòn News mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa. Và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Và sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Kathleen Jenner hoàn toàn ghê tởm Biden vì ngày tôn vinh người chuyển giới. Huyền thoại đất nước Lee Greenwood chế giễu sự ngu dốt của bè lũ tố oan cho Trump về cuốn kinh thánh. Trump mạnh mẽ lên án cuộc tắm máu biên giới của Biden. Quý khán thính giả thân bến, cựu vận động viên giành huy chương Olympic Kathleen Jenner đã chỉ trích tổng thống Joe Biden vì tuyên bố chủ nhật phục sinh năm 2024 là ngày tôn vinh người chuyển giới. Jenny viết hôm thứ Bảy trên X, Tôi thật sự ghê tởm việc Joe Biden đã tuyên bố ngày thánh thiên liêng nhất của những công dân theo đạo Thiên Chúa là ngày tôn vinh người chuyển giới. Jenner khẳng định, điều duy nhất ông nên tuyên bố vào ngày này là Chúa đã phục sinh. Vào thứ Sáu tuần thánh, Tổng thống Biden đã ban hành một tuyên bố chính thức lấy ngày 31 tháng 3 là ngày tôn vinh người chuyển giới trước việc cử hành Chúa nhật phục sinh của các Kitô tô hữu. Ông Biden nói trong tuyên bố chúng tôi tôn vinh lòng dũng cảm và sự đóng góp phi thường của những người mỹ chuyển giới đồng thời tái khẳng định cam kết của quốc gia chúng ta trong việc hình thành một liên minh hoàn hảo hơn nơi tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng và được đối xử bình đẳng trong suốt cuộc đời của họ biden nói người mỹ chuyển giới là một phần cơ cấu của quốc gia chúng ta cho dù phục vụ cộng đồng hay trong quân đội nuôi sống gia đình hay điều hành doanh nghiệp họ đều giúp nước mỹ phát triển trong văn bản biden tấn công những người bảo thủ theo khoa học sinh học phân biệt nam với nữ và từ chối lặp lại lời nói dối rằng phụ nữ có thể trở thành nam giới và ngược lại. Tổng thống cáo buộc rằng những kẻ cực đoan đang đề xuất hàng trăm luật đáng ghét nhắm vào và gây kinh hoàng cho trẻ em chuyển giới và gia đình chúng liên quan đến đạo luật nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những phương pháp điều trị nguy hiểm và thường không thể đảo ngược. mà tổng thống gọi một cách hoa mỹ là chăm sóc khẳng định giới tính. Kathleen Jenner cũng trả lời một dòng tweet của thư ký báo chí tổng thống Kaitlyn Schinpirer khuyến khích sự ủng hộ của Biden đối với người Mỹ chuyển giới. Jenner nói về ngày tôn vinh người chuyển giới. Này, nó được gọi là ngày chủ nhật phục sinh, ngày thiêng liêng nhất trong đức tin Kitô giáo mà hàng tỷ người trên toàn thế giới tin tưởng và ghi nhận. Mặc dù chính quyền ba đình trước đây đã gật đầu công nhận ngày 31 tháng 3 là ngày tôn vinh người chuyển giới, nhưng tuyên bố hôm thứ sáu là lần đầu tiên tổng thống sử dụng thẩm quyền được hiến pháp Hoa Kỳ trao cho ông để chính thức tuyên bố chủ nhật phục sinh như vậy. Lee Greenwood, một huyền thoại nước Mỹ đã đáp lại những lời chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump sau khi ông ủng hộ cuốn God Bless the USA Bible trị giá 60 đô la của nhạc sĩ này. Như Breitbart News đưa tin, cựu tổng thống đã hợp tác với ngôi sao nhạc đồng quê Lee Greenwood để xuất bản một ấn bản kinh thánh mới có chủ đề yêu nước. God Bless the USA Bible đi kèm với các bản sao của Hiến pháp Hoa Kỳ, tuyên ngôn nhân quyền, tuyên ngôn độc lập và lời cam kết trung thành. Ông Trump nói khi tán thành kinh thánh, chúng ta đã mất tôn giáo ở đất nước mình, tất cả người Mỹ đều cần có kinh thánh trong nhà và tôi có rất nhiều cuốn sách. Đó là cuốn sách yêu thích của tôi, là cuốn sách được nhiều người yêu thích. Cuốn kinh thánh này là một lời nhắc nhở rằng điều lớn nhất mà chúng ta phải mang lại nước Mỹ và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại chính là tôn giáo của chúng ta. Các nhà phê bình chỉ trích tổng thống, cáo buộc ông sử dụng lời Chúa để quảng bá bản thân. Greenwood không đồng tình với những khẳng định đó và bày tỏ sự không hài lòng khi xuất hiện trên Newsmax. Greenwood nói, nếu tôi phải nói với bạn một số tin tức gây sốc tôi tin rằng những người cánh tả thực sự là những người theo đạo thiên chúa và có đức tin nhưng thật xấu hổ khi đã tấn công tổng thống trump vì ông nỗ lực hết mình nói rằng đất nước này cần thêm niềm tin bởi vì tôi nghĩ rất nhiều người theo đạo cơ đốc họ rất ghét donald trump và cho rằng ông ấy có thể đang bán đồ dùng hoặc làm một điều gì đó khả nghi hãy nhớ điều này khi ông ấy tuyên thệ nhậm chức ông ấy đã đặt tay lên một cuốn kinh thánh và ông ấy có thể dơ bất kỳ cuốn kinh thánh cụ thể nào trong video mà bạn vừa chiếu. Nhưng thực ra ông ấy đã quyết định điều này chỉ vì cuốn kinh thánh cụ thể này là duy nhất. Nó có tài liệu từ những người sáng lập của chúng tôi. God bless the USA Bible không có mối liên hệ nào với chiến dịch tái tranh cử của Trump. Thế nhưng, đảng Dân Chủ của Joe Biden luôn tìm cách móc nối một cuốn kinh thánh hay với vấn đề quảng bá hình ảnh của Trump. Thật không sai khi nói chính quyền Biden là khó quá hóa rồ có lẽ họ đang cảm nhận được năng lượng chiến thắng và sức mạnh lãnh đạo tỏa ra từ Donald Trump nên luôn ủ mưu hãm hại Trump theo nhiều phương diện. Kính thưa quý vị, sự bất mãn của người Mỹ đối với tình trạng nhập cư bất hợp pháp tiếp tục leo thang và cuộc đua tổng thống ngày càng nóng lên. Cựu tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tham gia vào một số sự kiện tập trung vào cuộc khủng hoảng. Vào ngày 2 tháng 4, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa có kế hoạch phát biểu tại Grand Rapids, Michigan đó là cộng đồng Mỹ mới nhất bày tỏ sự phẫn nộ trước tội ác bạo lực được cho là một người nhập cư bất hợp pháp thực hiện. Một phụ nữ 25 tuổi bị sát hại ngày 22 tháng 3, nghi phạm là một công dân Mexico đã bị trục xuất trước đây. Vào ngày 4 tháng 4, Tổng thống Trump xác nhận sẽ tham dự Gala Border 911, một buổi gây quỷ cho một nhóm phi lợi nhuận, phi đảng phái mà chuyên gia trục xuất thời Trump, Tom Homan đứng đầu. Trang web của tổ chức này hoạt động để giáo dục công chúng bằng cách chia sẻ những câu chuyện có thật khủng khiếp về những gì đang thực sự xảy ra ở biên giới của chúng ta. Nhóm cũng tìm cách trao quyền cho công dân hành động để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gây khó khăn cho cộng đồng Mỹ. Nhập cư đã trở thành một vấn đề nóng bỏng khi Tổng thống Trump, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa và đối thủ của đại diện đảng Dân chủ, Tổng thống Joe Biden đang tranh cử để tái tranh cử vào mùa thu này. Khi Tổng thống Biden nhậm chức vào năm 2021, Ông đã đảo ngược nhiều chính sách nhập cư thắt chặt mà tổng thống Trump ban hành trong suốt 4 năm trước đó. Chính quyền Biden đã đề xuất một cách tiếp cận hoan nghênh hơn. Kết quả là, các nhân viên hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ đã phải đối mặt với số lượng kỷ lục người nhập cư bất hợp pháp giữa các cảng nhập cảnh. Tháng 2 này, số lượng đó đã đạt mức cao nhất từng được ghi nhận, 189.922 người. Trong cùng tháng đó, Đại học Minh Mầu đã công bố một cuộc thăm dò cho thấy mức độ lo ngại ngày càng tăng của công chúng đối với tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 61% người Mỹ được khảo sát coi việc nhập cư bất hợp pháp là một vấn đề rất nghiêm trọng, tăng 16% kể từ năm 2015. Tổng thống Trump và Tổng thống Biden đều đến thăm biên giới Texas, Mexico vào tháng 2, trong khi Tổng thống Biden đổ lỗi cho Quốc hội vì đã không hành động đối với các vấn đề nhập cư quan trọng, thì thống đốc Texas Greg Abbott, một đảng viên đảng Cộng hòa, đã đổ lỗi cho Tổng thống Biden vì đã không thực thi các luật hiện hành. Khi thông báo về sự xuất hiện của Tổng thống Trump tại Michigan, chiến dịch tranh cử của ông cho biết ông sẽ đề cập đến vụ tắm máu biên giới của Biden. Khi làm như vậy, nhóm của cựu Tổng thống đã cố tình dùng thuật ngữ tắm máu để khơi lại vụ việc các phương tiện truyền thông gần đây đã phát động một cuộc tấn công điên cuồng về từ đó. Tổng thống Trump đã nhắc đến từ tắm máu trong bài phát biểu ngày 16 tháng 3 tại Dayton, Ohio. Ông cho rằng đó là cách dùng thuật ngữ theo nghĩa bóng không có nghĩa là hiểu theo nghĩa đen tổng thống trump đưa ra nhận xét này đồng thời dự đoán rằng lệnh cấm xe điện của tổng thống biden sẽ gây lãng phí cho ngành công nghiệp ô tô mỹ nhưng một số phương tiện truyền thông lại giải thích tuyên bố của ông theo cách khác họ khẳng định hoặc ngụ ý rằng tổng thống trump đang ủng hộ những phản ứng bạo lực từ những người ủng hộ ông trong một video đăng trên mạng xã hội tổng thống trump nói rằng chiến dịch tranh cử của tổng thống biden và các phương tiện truyền thông giả mạo đã có một trò lừa bịp mới trò lừa bịp tắm máu, đưa lời nói của tôi ra khỏi ngữ cảnh. Tổng thống Trump nhắc lại rằng ông đang đề cập đến quyết định cực đoan về xe điện của Tổng thống Biden đang tàn phá ngành công nghiệp ô tô. Tổng thống Trump cho biết, nhiệm vụ này sẽ chuyển mọi công việc ô tô và sản xuất ô tô cuối cùng của Mỹ sang Trung Quốc, đồng thời cam kết sẽ xây dựng lại ngành sản xuất ô tô của Mỹ. Trump tuyên bố, tuy tôi đang nói một cách ẩn dụ, nhưng rõ ràng có một cuộc tắm máu đang diễn ra ngay bây giờ đó là cuộc tắm máu ở biên giới của Biden. Tổng thống Trump đổ lỗi cho chính quyền Biden vì đã thả hàng nghìn nam giới trong độ tuổi quân dân chưa được kiểm tra, chưa được sàng lọc vào Hoa Kỳ từ những nơi không xác định. Ông nói: "Mọi người đang đổ xô vào đất nước chúng ta ở mức độ mà chúng ta chưa từng thấy trước đây." Mặc dù các cơ quan liên bang cho biết các quan chức đã gặp phải chín triệu người nhập cư bất hợp pháp, nhưng tổng thống Trump cho rằng con số thực tế có thể lên tới gần 15 triệu. Ông nói: con số đó còn lớn hơn dân số của bất kỳ bang nào trong liên minh. Mỗi ngày, những công dân vô tội đang bị giết, đâm, bắn, hãm hiếp và sát hại vì tội ác di cư Biden. Chúng tôi gọi đó là tội ác di cư Biden, vì ông ta phải chịu trách nhiệm về nó. Khi tôi làm tổng thống của mọi người, chúng ta sẽ chấm dứt sự ô nhục này và chúng ta sẽ ngăn chặn cuộc tắm máu ở biên giới của Biden. Video của tổng thống Trump được đăng tải chỉ vài giờ trước khi cái chết của Ruby Garcia, 25 tuổi được phát hiện ở Grand Rapids, Michigan. Một người nhập cư bất hợp pháp bị buộc tội giết cô sau khi trở về Hoa Kỳ. Ông đã bị trục xuất về quê hương Mexico vào năm 2020 khi Tổng thống Trump vẫn còn đương chức. Brandon Otis Vai, 25 tuổi, bị cáo buộc 5 tội danh, giết người nghiêm trọng, giết người công khai, cướp xe, mang theo vũ khí giấu kính và sử dụng súng để thực hiện trọng tội. Ba tội danh nghiêm trọng nhất có thể dẫn đến án tù chung thân, một trong số đó không có khả năng được ân xá ngày 24 tháng 3, hai ngày sau khi thi thể bà Garcia được tìm thấy dọc đường cao tốc, ông Otis White đã liên lạc với cảnh sát về cái chết của bà Garcia. Cảnh sát đã bắt giữ anh ta và đưa anh ta vào nhà tù quận Kent ở Michigan. Các thám tử được biết rằng cặp đôi này đang có mối quan hệ lãng mạn vào thời điểm xảy ra vụ việc này, thông cáo báo chí của cảnh sát bang Michigan ngày 27 tháng 3. Trump dự kiến sẽ giải quyết cái chết của cô Garcia trong lần xuất hiện ngày 2 tháng 4 tại Grand Rapids, thành phố để tìm thấy thi thể của cô. Các quan chức cho biết cô có vết thương do đạn bắn và các vết thương khác. Vụ sát hại cô Garcia nổi bật giữa hàng loạt tội ác bạo lực mà những người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc phạm phải. Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ P. Hostra, chủ tịch đảng Cộng hòa Michigan, đã than thở về vụ sát hại bà Garcia. Joe Biden đang cho phép một cuộc xâm lược biên giới của chúng ta và bây giờ Tây Michigan đang đối phó với những vụ giết người vốn dĩ có thể ngăn chặn được. Ông viết vào ngày 29 tháng 3: Tổng thống Trump sẽ đảm bảo an ninh biên giới của chúng ta và bảo vệ các gia đình Michigan khi đắc cử vào tháng 11. Tôi mong được chào đón ông ấy trở lại Tây Michigan cho cuộc thảo luận quan trọng này. Những người bình luận trực tuyến cũng đã nói rằng biên giới mở là nguyên nhân gây ra cái chết của bà Garcia.